tâm điện tử Phương xin mời các bác trở về với vùng quê để chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu, những câu ca, các người tình yêu đôi lứa. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lên một chiếc thuyền hoa để cùng tham dự một lễ thành hôn cực kỳ ấn tượng được tổ chức tại trung tâm điện tử Phương. Trên sông dài đường hoa răng bao cô nàng miền tươi xinh xắn, thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng từ những đèn hoa với bao màu xanh ngắt hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Kính chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì những đôi loa thanh lý em cũng đã bán xong cho các bác rồi. Rất tiếc là hàng thanh lý thì chỉ một vài bác chơi có điều kiện nâng cấp thì các bác đã chốt nhanh. Những đôi loa hiện tại cũng đã rất nhiều hàng đã được đóng đi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong video này thì anh Phương lại giới thiệu các bác là anh Phương vừa mới hạ thùng một đôi loa súp bãi 50. Đây là dòng súp đời cao của JBL. Đấy, hàng vừa về. Con này thì nếu mà anh em chơi sân vườn, chơi sự kiện, chơi phòng ba, chơi các kiểu đều đánh tốt. Đấy. Một cặp súp kép bát 50, hai bát 50 neo. Đấy, hàng thì tất cả còn nguyên bản. Chúng ta chơi đến dòng súp neo của 718 là 728 này thì chắc là cũng đã VIP rồi đúng không? Mà giá thành thì thực ra là đối với súp kép, em thấy một cái điều bất ngờ là súp kép các bác chơi hay hơn nhiều, nếu đánh một quả súp kép này sẽ hay hơn hai quả súp đơn. Nhưng mà giá thành mua một quả súp kép thì lại cực kỳ rẻ. Một quả súp kép như thế này giá của nó đâu đó nó chỉ khoảng độ 22 triệu một quả. Tức là khoảng độ 44 triệu một cặp này. 44 triệu một cặp 728. Hai bát 50 neo. Dòng neo thì đánh tiếng nó mềm mại và nó sâu. Nó rất cuốn. Chứ nó không như giống như những cái dòng súp khác. Đặc biệt là súp JB này đánh nó mềm mại hay lắm. Đánh nó vào lòng người lắm các bác. Cho nên là bác nào mà đã chơi đến dòng JBL rồi thì chắc các bác cũng biết rồi. Nó rất là hay và rất là chất. Để nó đã đẳng cấp rồi chứ chưa nói rằng chơi. Hàng thì thùng vách nó không vỡ nát, không xước sát một tí nào. Còn cái bẩn này thì em chấp một mắt. Bẩn này chỉ 5 phút là sạch. Đấy. Ok các bác nhá, số máy của em là 0971998555. Em sẽ gửi những hình ảnh video về sản phẩm này ở trước